Hôm qua, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt khoản giải ngân 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine với mục đích hỗ trợ ngân sách cho quốc gia Đông Âu này. Khoản vay trên là đợt giải ngân mới nhất trong chương trình tài trợ 4 năm trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ mà IMF đã phê duyệt cho Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái. Khoản vay lần thứ năm này nâng tổng số tiền đã giải ngân cho Ukraine lên 8,7 tỷ đô la Mỹ. IMF khẳng định Ukraine đã đáp ứng mọi mục tiêu liên quan, trong đó có các chương trình cải cách cơ cấu liên quan đến ưu đại thuế, doanh nghiệp công và cải cách hải quan. Theo tổ chức này, nền kinh tế Ukraine đã hồi phục mạnh mẽ hơn dự kiến trong nửa đầu năm nay, với các số liệu tích cực ở trong nước được củng cố bởi sự hỗ trợ đáng kể và liên tục từ bên ngoài. Tuy nhiên, IMF cảnh báo triển vọng kinh tế Ukraine vẫn phải đối mặt với sự bất ổn đặc biệt cao.